khối đá như vô tri vô giác, người nghệ sĩ điêu khắc trong trầm tư suy tưởng, tìm tòi để thổi hồn vào khối đá, tạo nên tượng đá thiên thần Apsara với những đường nét độc đáo, đẹp đến lạ kỳ. Múa hồn đá, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Thọ Thái, âm nhạc nhạc sĩ Đặng Hùng do Huyền Trang và Thanh Vương biểu diễn.